khi mà vừa nhìn thấy con mình ra, được đẩy trong cái xe ra, hai xe mà đi xe đẩy, thì cái trong cái khoảnh khắc đó là em bật khóc. Thì nó rất là hạnh phúc luôn. Trong khoảng thời gian đó là anh phải lo hết tất cả cho bà xã anh, cả việc là vệ sinh bà xã anh như thế nào anh phải lo hết. Rồi anh chụp hình con mình, tất cả mọi cái ngay thời điểm đó là coi như anh đều cố gắng làm sao mình có thể mình chu toàn hết tất cả cho con bà xã mình, cho con của mình. Em thấy người vợ em lúc ấy là nó có nghĩa là lúc đấy bác sĩ đang làm ở dưới mà, thì có nghĩa là người vợ em nó bị giật này. Trời ơi, lúc đấy em nhìn em thương lắm, em xót lắm. Em mới đi vòng qua thì em thấy ở dưới sàn là những cái khăn rồi đấy đó, nó đầy máu luôn, nó nhiều máu kinh khủng luôn. Mà tự dưng lúc đấy em đúng là em hận mình luôn á. Cái lần đầu tiên mà mình không được nhìn cái này. Nếu mà em lần đầu tiên mà em nhìn được cái cảnh như này là không bao giờ em muốn vợ em sinh nữa. Nó sao ấy, mình tệ, thực sự mình tệ luôn. Anh mới hiểu là lúc mang thai là đang cơ thể bình thường này mà có thêm một sinh linh trong bụng là nội tiết tố thay đổi rất là nhiều, nhưng không bằng cái lúc mà đẩy phát ra luôn. Là bên trong giống như là rất là kinh khủng. Tức là từ cảm xúc cho đến tâm trạng cho đến thái độ, đấy là thiên chức người phụ nữ rồi. Thì anh cảm thấy rất là thương. Và lúc đó là anh trêu anh là nếu mà vợ mà có nói gì chồng hay là gọi là la mắng thì cứ thoải mái đi, anh sẽ dán băng dính vào miệng. Anh chỉ có làm thôi. Tự nhiên mình cảm giác mình có lót, mình không chăm sóc được nhiều. Thì anh có chia sẻ với vợ rồi, à vợ ơi thông cảm giùm chồng, tại vì cái công việc của chồng nó là như vậy. Ban ngày thì bà nội với bà ngoại với mẹ là cực quá rồi, tối là anh dành cái vật anh chăm em bé, anh cứ chăm tới sáng anh xách xe anh đi quay. Nhưng mà những lúc không an tâm mới cứ gọi về cứ hỏi con sao rồi này nọ, là liên tục mấy ngày như vậy. Anh chỉ ngủ trên đoàn phim, còn tối về thì gần như là không chợp mắt lúc nào mà được ngon giấc cả. Vì trong cái quá trình mang bầu đã là bắt đầu chớm stress, nhưng mà cái đỉnh điểm nhất là khi sau sinh kinh khủng. Mấy tháng trời không bước ra khỏi cửa. Văn Anh bước ra khỏi cửa là vì nhà khóc, đóng cửa khóc. Mà Văn Anh không hề biết trong mấy tháng trời đó Vi khóc, vì Vi giấu cảm xúc đó. Và tự nhiên Văn Anh thấy cái khả năng chịu đựng của Vi trong mấy tháng trời nó kinh khủng quá. Vợ em mỗi lần đi vào trong phòng mà tắm xong á, là không có quay người lại trước mặt em để thay đồ nữa. Cái việc đó nó mất từ lâu rồi. Vợ em tự ti với cái thân hình, vợ em tự ti với tất cả những cái gì mà từ trước đến giờ vợ em có từ trước mà bây giờ nó mất hết rồi. Để những cái thú vui đơn giản của những người phụ nữ là selfie thôi chẳng hạn, có lên Facebook vợ em không làm được nữa, bởi vì vợ em tự ti được. Thì khi mà em nhìn thấy được việc đó thì tự nhiên em nghĩ mình quá tệ luôn. Hai vợ chồng tự chăm nhau và chính vì vậy mà em đã phải gạt hết tất cả những cái công việc của em đi. Cũng có những lời mời đóng phim nhưng mà em cũng phải từ chối hết. Rồi một ngày mình mới nhận ra rằng là đam mê diễn viên đóng phim của mình nó không bằng đam mê làm chồng, đam mê làm bố. Cái đấy còn đam mê hơn và cái đấy hay hơn rất là nhiều. Trời ơi, dễ chân mày xong đấy. Anh ơi đều chưa anh? Anh thấy là đều rồi. Vô nhìn em thấy nó thiếu gì á. Bôi dễ lại tiếp. Đều chưa anh? Anh thấy là đều rồi, em càng bôi là nó càng lệch á. Cứ vậy ra gần tiếng hồ chưa xong cái chân mày. Đây, còn vợ em cũng không phải là lông mày nhưng mà cũng liên quan đến mắt, là kể mí mắt này. À, cái đùi mắt. Khó lắm. Nói chung là cứ như thế này, kể xong á. Lại kể lại. Mà đó, tất nhiên là đôi khi mặt mình nghiêng một chút thì nó lại hơi khác. Mà bản thân cái tay của mình kéo như thế này, em nhìn vợ em làm mà kéo như này thì lúc mà mình kéo mạnh, lúc mình kéo nhẹ thì cái đường kẻ nó lại khác. Ôi rồi ôi, cái lúc nào mà em thấy vợ em kẻ mắt một phát là em biết à? Thôi, mình ra chắc là ngồi làm vài bộ phim, chắc là lúc ấy nó sẽ xong thôi. Ngày nào em cũng làm trứng chiên, ngày nào em cũng lục rau, rồi đến có một hôm bà nói anh làm món khác được không? Em bảo anh chịu. Vợ anh thì được cái là không ngén mấy tháng đầu là mình thèm cái đó, xong dẫn tới đó ăn, xong là tới đó là không thèm nữa, không ăn nữa, không có hành lắm. Nhưng mà quan trọng là dù tới đó không thèm không ăn nữa thì ai ăn? Rồi anh ăn. Ai ăn là bả chim mà bả đòi ăn những cái món ăn mà không bao giờ có. Anh nghĩ là chắc không bao giờ có giờ lúc giờ đêm đó. Mua xong về chỉ ngủ,
tới giờ Yên Bi đi đó, lo dậy rồi sắp xếp vậy đi. Xong bắt đầu bà xào quần. 45 phút trôi qua vẫn chưa có chuyện gì xảy ra hết. Là đi ra ngoài á, vợ em ăn á, môi mấy cả răng á là bị rơi đi đâu á, là đồ ăn nó cứ mấy mấy đi đâu á. Mà nhiều lúc mà em ngồi em nghĩ vào trời, thằng cu bé nhà em nó ăn còn gọn hơn cả vợ em ăn luôn. Vợ em ơi, tối nay ơi. Vợ em bảo chứ gì, vừa mới sinh xong mà. Vừa sinh xong đâu anh, sinh đến đứa thứ hai rồi mà mồm vẫn kêu là vừa sinh xong. Em thì không phải là gia trưởng nhưng mà em rất là cứng đầu. Anh khi mà anh nóng anh hay la, anh không cho người ta nói và bắt buộc em phải dập tắt liệt chuyện đó đi. Dập tắt thì sao, tạt nước vô người anh hả? Cảm ơn bà xã rất nhiều đã hy sinh bản thân mình để mà có thể chăm lo cho gia đình và hậu phương vững chắc để cho ông xã có thể chăm lo cho cái cuộc sống của gia đình chúng ta càng ngày càng tốt hơn. Nói chung là cũng kìm nãy giờ ông thôi là khóc rồi đó. Giờ cũng biết anh thay đổi như thế nào rồi. Bây giờ ngoài công việc ra thì vợ con là trên hết, gia đình nhỏ của mình là trên hết, nên là anh hứa vợ là nó sẽ càng ngày càng tốt hơn chứ không thể nào là đi xuống được. Thì bản thân anh cũng có rất là nhiều áp lực, bởi vì nhiều lúc mà anh muốn là khi mà mình đi ra ngoài là anh muốn là người ta nhìn em với một con mắt khác, có nghĩa là có một cái gia đình nó tốt hơn. Anh biết là có nhiều cái mà anh sai, một cái là anh nghĩ cho bản thân anh nhiều quá và anh sẽ sửa. Anh phải xin lỗi vợ rất nhiều. Anh sẽ cố gắng mỗi ngày thật nhiều, mỗi ngày thật nhiều để làm tất cả những gì mà tốt nhất cho vợ con em. Ba chỉ muốn nhắn là ba thương con và yêu mẹ nhiều lắm. Ba sẽ cố gắng làm những gì tốt nhất có thể mà tốt cho gia đình mình. Hy vọng là con lớn lên sẽ xinh đẹp, dễ thương, có duyên, ngoan và có hiếu. Hai mẹ con thân mến, hôm nay thì bố có mặt trong chương trình Hot Daddy Talk. Bố hy vọng rằng là con gái của bố này sẽ luôn luôn mạnh khỏe này, hay ăn chóng lớn. Bố chỉ mong muốn như vậy thôi. Còn với Loan thì chồng hy vọng rằng là sau chương trình này thì vợ sẽ cảm thấy yêu chồng hơn, vợ chồng mình hiểu nhau hơn và hai vợ chồng mình sẽ cùng nhau đi đến suốt đời. Ok. Cú nổ pháo đầu tiên đó thì dính. Trời ơi, đi đẻ rồi vừa mới bước vào nhìn nó xấu quá, xấu luôn. Trời ơi, như bố thì con anh đặng nó không chịu ra đó. Lấy hai cái tay này nhấn cái, hồi mình nhìn xuống trời bà hỏng chân lên luôn.